Sao em? Sao em không edit cái sketch trên mặt phẳng 3D rồi? Chọn một phẳng xong edit sketch. Sao chưa vào một phẳng đó được, phải em chưa vẽ được hình tròn đó. Trong cái chỗ plan method đấy, em kích vào plan Anh Plan method thấy không? là Rồi em chọn infer. Rồi em chỉ vào cái mặt đó đi. rồi thầy. Ở dưới cái specify CS CS Đây. đó. À, số cái mũi tên như nào, chọn cái infer. Đúng rồi. Ok đi. Được chưa? Được rồi thầy. Thank you.